Vậy là trong phim em bị ăn hiếp nhiều lắm hả? Dạ không, anh biết không, cái gì cũng có lý do hết á. Em là vai bác sĩ, cố gắng đi làm, cố gắng học giỏi, kiếm tiền nuôi cả gia đình. Ủa nhưng mà mỗi lần bác sĩ được đi học vậy, ai ở nhà dọn dẹp, ai nhà lo cho thằng Út, ai ở nhà nấu cơm cho anh ba, ai, phải không? Nhưng mà bây giờ đem tiền về lo như vậy và một người xây mà tới ba người phá, sống sao nổi đây? Trong phim là khúc này là hai đứa lao như quánh lộn. Đúng, đúng, khúc này là hai đứa nắm đầu nhau rồi anh. Lấy cái ly cà phê ra ngoài quán mình bàn tiếp cái diện này. Trời ơi, tôi lo quá, tôi đang ngồi đây mà nhiều ly ở đây, tôi sợ ngồi tức cái cầm quýnh tôi chết. Thanh xuân bứt phá. May là ngày hôm nay trong cái chủ đề về điện ảnh này thì chúng tôi lại vô tình tóm gọn được ekip làm phim Cây Táo Nở Hoa sắp tới rất là hot sẽ được chiếu trên Beyond. Mà ngay đầu chương trình em tôi có giới thiệu. Thưa quý vị, đây là đạo diễn của bộ phim, chị Võ Thạch Thảo. Và đặc biệt đây cũng là nhân vật đã tạo ra một cái bộ phim truyền hình mà quý vị và các bạn yêu mến, mà tập nào cũng nằm trên top trending, đó là Gạo Nếp Gạo Tẻ. Dạ vâng. Và đoàn cast chính của bộ phim, thưa quý vị. Yeah. Trời ơi, sao bạn tôi mới để cái đầu mắc cười vậy trời. Cái nhân vật hay là cái đầu ông ngoài đời thiệt vậy? Mời nguyên nhân vật vô xin ơi. Trời ơi, mới vừa hết phim xong. Cái phần này thì anh lại nhường lại cho em, tại vì em có lẽ sẽ rành hơn anh trong cái dự án này. Dạ. Nó rằng sao nhỉ? Em có thể nói là một trong những người diễn viên rất may mắn, chứ không phải là khá may mắn nữa. Tính ra là cả thanh xuân của em là dành cho chị Thảo và ekip của công ty Đức Việt. Là 4 năm rồi đúng không chị? Phim Gạo Nếp Gạo Tẻ là 3 năm và phim Cây Táo Nở Hoa là 1 năm. Không có cái gì gọi là hạnh phúc hơn khi mà được mọi người xem như là gia đình. Cái vai diễn này nó có gì mới đối với em không? Đây cũng là một phim kể về gia đình. Nhưng mà lần này em nghĩ là khác so với lần trước nhiều chị Thảo hả? Gia đình lần trước thì cái người gây ra biến cố là em, thì lần này là em đùng đẩy cho hai bạn bên đây. Hai người gương mặt trai xinh gái đẹp bên đó là Nhã Phương và anh Trương Thế Vinh. Quá nhiều tội lỗi biến cố của gia đình luôn. Ủa mà là Nhã Phương với lại anh Vinh là đóng chung tuyến với nhau hả? Trong phim thì Vinh với Phương là anh gọi là ăn ý trong nhà đó. Thương nhau, binh nhau nhất. Kiểu vậy. Tội lỗi nhiều nhất đó anh. Hai đứa tính cách cũng giống nhau, là hai đứa phá hoại nhất nhà. Dạ, thật ra là hôm nay còn một người anh cả nữa, đó là anh Thái Hòa. Nhưng mà là anh Thái Hòa bận việc nên anh không đi được. Thì trong phim em với Nhã Phương á là sinh đôi. Dạ. Nhưng mà chắc là khác trứng hay sao Phương hả? Một trứng to, một trứng nhỏ hay sao mà hai người bự, sinh một người đôi, nhỏ. Sinh đôi hai trứng, trứng gà, trứng vịt. Sao em là Út hay gì? Dạ, em thì Út trong nhà thôi. Em cũng có gây ra vài cái sóng gió trong gia đình, nhưng mà ở trong gia đình mà người mà thương em nhất thì có anh hai với lại Nhã Phương, là hai chị em rất là thân với nhau. Tính ra là trong phim này em không làm gì sai á, mà phim này không ai ưa em hết. Sao vậy? Phim nào cũng ai ưa em hết, kỳ lắm rồi. Không, phim kia là khán giả không ưa em nhưng mà mọi người thương em, còn phim này là ba người này không ưa em luôn mà em không có làm gì hết. Em chỉ được gom hết tình cảm của anh hai thôi. Thì phim trước là khi mà mình bị ghét thì khán giả thương em. Phim này em được thương thì khán giả thôi mình đừng nói nữa cũng thương em. Hy vọng là như thế. Nhưng mà mình bật mí chút xíu đi, bây giờ là vai của anh sao, rồi vai Phương sao, vai Luân sao? Tại vì thật ra là nghe Cây Táo Nở Hoa thôi, nãy giờ Ngân nói em cũng chưa hiểu nội dung phim ra sao luôn. Thì anh em cũng hỏi chị Thảo là tại sao cái tên là Cây Táo Nở Hoa. Chị Thảo trả lời như vậy, một cái niềm hy vọng gì đó, một cái gì đó nó sẽ tươi sáng. Cho tôi hỏi câu bình thường, cây táo có hoa không? Có. Có anh. Cây táo siêu dễ nở hoa. À dạ. Siêu dễ nở hoa. Mà ông Vinh đã tạo hình già vậy rồi còn chưa được là bánh cả nữa. Cái tạo hình này là trong phim chỉ xuất hiện một vài lần thôi. Còn bình thường thì mình có một cái tạo hình rất khác và chưa bao giờ mình được sống trong cái nhân vật nó lâu như vậy. Khi Vinh làm việc thì Vinh muốn là mình thiết kế nhân vật xong, khi mình bước vô phim được là mình bước vô nhân vật luôn, để khi mình diễn mình có trớn nó tốt hơn. Đây là một cái vai thật sự nếu mà ở lâu trong nó thì nó mệt vô cùng, khi muốn thoát ra khỏi cái vai đó. Một cái người chây lười, một cái người ham ăn ham chơi, phá hoại và cho rằng nó đúng, cho rằng mình có cái quyền, nó cho rằng mình được như vậy. Hơi chí phèo một tí. Nó con nít, nó dạng chí phèo mà nhỏ trong một cái thân xác già nua. Ok. Thì bộ phim này rất dài
và mọi cái setup, mọi cái cảnh nó rất là thật. Thậm chí đồ ăn là chưa có phim nào đồ ăn ngon như vậy. Chị Thảo quay kỹ tới mức mà tôi tưởng tượng đây là mình đang làm một bộ phim nghệ thuật dài tập luôn á. Tức ghê vậy đó, tôi thích quay phim mà ăn ngon lắm đó. Trời ơi, sao anh đi quay phim anh ăn mà anh đau bụng đó. Anh tưởng là anh thấy mấy phim mà ăn ngon anh quý lắm. Nhiều lần tôi phải ăn một lúc là có thể là chắc cũng 2 con gà. Ăn món nào, diễn món nào là sợ món đó luôn. Tới bây giờ nhắc lại những cái món đó là không dám ăn nữa. Đây là một cái dịp trong cái cuộc đời làm nghề của mình được đóng một bộ phim truyền hình mà nó bài bản, quy mô và nó khó tới mức như vậy. Và ăn quá nhiều, bể phọt luôn. Vậy thì nếu như mà anh Vinh đã mất một cái thời gian rất là lâu để mà mình thoát khỏi cái nhân vật hơi xấu tính một chút xíu, thì hồi nãy nghe nói là chị Phương cũng là một cái vai rất là đáng ghét đúng không? Thì chị có gặp cái khó khăn gì không? Chắc là phải có niềm tin lớn nhất ở đạo diễn. Tại vì ở trong cái vai này hầu như là nó khác hoàn toàn với Nhã Phương ở những vai trước đây. Giống như là chị quyết định là chị phải xé Nhã Phương ngày trước, và chị muốn xây dựng một Nhã Phương hoàn toàn mới lạ. Thôi thực sự luôn, nếu như Nhã Phương trước đây thì chắc chắn sẽ không bao giờ chịu mặc những cái bộ đồ trong bộ phim này. Giống như hôm nay Phương cũng chọn một bộ đồ cũng hơi giống, nó hơi lòe loẹt, hơi nhiều màu sắc. Cô này cũng lúc nào cũng màu sắc hết. Mà thực ra những cái màu sắc của cổ là chính nó cũng muốn khao khát được yêu thương, được tình yêu của anh hai nhiều hơn. Nhưng mà do có nhỏ song sinh đó, nó chiếm hết trơn rồi. Vậy đợt này là đóng vai ác hả? Nửa vời. Nửa giờ. Có nghĩa là cô ấy không ác, nhưng mà do chính tất cả mọi thứ là tình ganh yêu thương tị. Đúng rồi, ganh tị ở trong gia đình. Cho nên là cái cách chia sẻ với nhau trong tình yêu á, nó cũng quan trọng lắm. Như vậy là trong phim em bị ăn hiếp nhiều lắm hả? Dạ em, anh biết không, cái gì cũng có lý do hết á. Em là vai bác sĩ, cố gắng đi làm, cố gắng học giỏi, kiếm tiền nuôi cả gia đình. Ủa nhưng mà mỗi lần bác sĩ được đi học vậy, ai ở nhà dọn dẹp, ai ở nhà lo cho thằng Út, ai ở nhà nấu cơm cho anh ba, ai, phải không? Nhưng mà bây giờ đem tiền về lo như vậy và một người xây mà tới 3 người phá, sống sao nổi đây? Trong phim là khúc này là 2 đứa lao vô quánh lộn. Đúng, đúng, khúc này là 2 đứa nắm đầu nhau rồi anh. Lấy cái ly cà phê ra ngoài quán, mình bàn tiếp cái diện này. Trời ơi, tôi lo quá, tôi đang ngồi đây mà nhiều ly ở đây. Tôi sợ ngồi tức cái cầm quýnh tôi chết. Thôi mình chuyển qua sông Luân đi. Cậu Út. Đó, y chang nhân vật, đúng y chang vậy anh, im ru. Trong phim em cứ mỗi lần mà có mấy anh chị em là em không nói gì thì em cứ ngồi im vậy. Mà một khi em nói là xảy ra chuyện, em chỉ nói ở cái mảng xã hội đen hay là những cái mảng khác thôi. Mới ngày đầu lúc em quay á, mọi người trong ekip á, toàn quay trong một cái studio là quay cảnh gia đình không à. Xong cái studio đó em mới biết là em có thể nói. Dài không cho nói một câu nào. Còn em quá. Sao ác nhiên nhỏ vậy? Nhiệm vụ duy nhất là cản 2 người này đánh nhau thôi anh. Trời ơi, thiệt rồi. Quá nhiều những sự hứa hẹn tuyệt vời thưa quý vị, với một cô bác sĩ tranh giành hết tình yêu thương trong gia đình, và với 2 cái anh chị em luôn luôn gây ra những rắc rối cho gia tộc của mình, kèm theo một đứa em luôn ngăn cản những cái điều tồi tệ xảy ra trong gia đình, thì chuyện gì sẽ xảy ra trong Cây Táo Nở Hoa? Hãy đón xem trên Vion và đừng quên download cái app về thưa quý vị, với một cái siêu ứng dụng giải trí mà trên đó cái gì cũng có. Là bởi vì Vion cũng sẽ tiếp tục thực hiện được nhiều cái dự án phim, và đặc biệt là nó đến từ sản phẩm của người Việt, cho nên người Việt mình ủng hộ hàng Việt Nam quý vị nhé. Xin cảm ơn đoàn phim rất là nhiều.